Lớp học ngôn ngữ đặc biệt này đang tiến hành. Học sinh ngồi dưới, già có trẻ có, đọc theo cô giáo từng câu tiếng Indonesia. Vị giáo viên dạy tiếng mẹ đẻ này là chị Tạ Mộng Ân, Hoa Kiều Indonesia, gả sang Đài Loan đã 21 năm. Giáo trình phải có sự thu hút, chuẩn bị giáo trình giáo cụ không hề cầu thả chút nào hết. Tạ Mộng Âm thường chạy đi chạy lại các thư viện, tỉ mỉ lật từng cuốn sách để tìm ra nguồn dữ liệu dạy học thích hợp. Đây là cuốn Con Cá Vàng tôi cần, rồi tôi vẽ lại nhân vật chính của câu chuyện. Như chỗ này, tôi sẽ vẽ một ông lão. Ông là nhân vật chính, đúng vậy. Rồi đến nhân vật thứ hai, đó là vợ của ông lão. Họ là một cặp vợ chồng. Nội dung giảng dạy rất sinh động của Tạ Mộng Âm đã thành công thu hút học sinh, nhưng dạy học chỉ là một phần của chị. Công việc thực sự của chị đó là chủ của tiệm thức ăn nhanh. Bác muốn ăn gì ạ? Cơm gà. Ba suất cơm gà. Muốn ăn tại chỗ ạ? À, được ạ, vậy mời ngồi đây để tôi chuẩn bị ạ. Đừng thấy bây giờ cả tiếng phổ thông, tiếng Đài chị nói rất lưu loát. Mà trước khi tới Đài Loan, Tạ Mộng Âm ngoài tiếng Indonesia đều nói chuyện với người nhà bằng tiếng khách gia. Nhưng hai thứ tiếng này sau khi gả tới Vân Lâm, cơ bản là không dùng đến. Đứng trước mẹ chồng chỉ biết nói tiếng Đài và ông xã là người khiếm thính. Tạ Mộng Âm rất tận tâm, bắt đầu học từng chút một, cũng khiến ông xã vô cùng cảm động. Anh ấy nói trong nhiều năm nay tôi chăm sóc gia đình, chăm sóc rất tốt, khiến anh ấy yên tâm hơn. Nàng dâu Indonesia từ khi không dám mở miệng, tới khi tiếng phổ thông, tiếng Đài lưu loát và còn là giáo viên dạy ngôn ngữ ký hiệu để trở thành một người Đài Loan thực thụ, Tạ Mộng Âm hết sức nỗ lực. Tới nay chị còn hy vọng dùng tiếng Indonesia mở ra một cánh cửa mới cho thế hệ hai của di dân mới.